thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Cô-rinh-tô nhì, chương 3. Sự kêu gọi trở nên người phục vụ cơ đốc có nghĩa là gì đối với bạn? Mỗi người ắt hẳn sẽ có cách trả lời và tâm tình khác nhau trước câu hỏi này. Với người lần đầu tiên nghĩ đến sự phục vụ, có lẽ là câu trả lời mang nhiều nét hào hứng và tò mò. Với người đã trải qua nhiều năm tháng phục vụ, có lẽ câu trả lời sẽ thận trọng hoặc sâu sắc hơn và nhiều thông tin hơn về kinh nghiệm phục vụ Chúa. Điều đó cho thấy sự phục vụ cơ đốc tựa như một hành trình khám phá hơn là một công thức hoặc kế hoạch khô cứng. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 đến chương 6 trình bày đôi điều về hiểu biết lẫn kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô trong sự phục vụ cơ đốc. Ông viết những điều này để hội thánh Cô-rinh-tô sẽ trân trọng các chức vụ phục vụ và thêm vững lòng phục vụ Chúa. Đừng quên rằng, hội thánh Cô-rinh-tô và bản thân Phao-lô đã trải qua những xung khắc lẫn công kích về chức vụ, về ơn kêu gọi phục vụ. Bởi ân điển của Chúa, Phao-lô đã có cơ hội giải thích sâu sắc hơn về cách ông hiểu về chức vụ. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 mô tả hình ảnh thật đẹp về sự phục vụ cơ đốc. Trong chương này, Phao-lô trình bày về chức vụ của Môi-se và vinh quang mà ông nhận được từ Chúa trong giao ước cũ. Đồng thời, Phao-lô cũng cho thấy sự phục vụ cơ đốc là cao trọng và quý báu hơn như thế nào trong giao ước mới. Câu 1 đến câu 11 trình bày sự vượt trội hơn của chức vụ cơ đốc trong giao ước mới khi so sánh với chức vụ của Môi-se trong giao ước cũ. Trước hết, Phao-lô nói về một thư giới thiệu. Theo phong tục xã hội, thư giới thiệu có chức năng giới thiệu một ai đó với sự tin cậy. Nhờ đó mà người được giới thiệu sẽ tăng thêm uy tín để làm việc hoặc gia nhập vào một nhóm người nào đó. Tại đây, Phao-lô đặt ra vấn đề về thư giới thiệu cho chính ông. Hai câu hỏi tu từ đầu tiên này cho thấy Phao-lô không cần phải có ai đó viết thư giới thiệu hoặc hội thánh phải giới thiệu ông thì ông mới có thể thi hành chức vụ sứ đồ được. Ông cho biết hội thánh Cô-rinh-tô chính là thư giới thiệu của ông, là bằng chứng chân thật và rõ ràng nhất về chức vụ mà ông đã làm đối với hội thánh. Bức thư đặc biệt này được gọi là bức thư của Đấng Christ, được viết bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống ngay trên tấm lòng của con người. Phao-lô đang nói đến sự cứu chuộc mà hội thánh đã nhận được khi tin Đấng Christ, sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong tấm lòng mỗi tín hữu. Đó là bức thư giá trị nhất chứng minh cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Ông là người được kêu gọi để dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ, nhận lãnh ấn chứng của sự cứu chuộc trong đời sống mình. Đó là cốt lõi của sự phục vụ cơ đốc mà ông đã và đang làm. Tiếp theo, Phao-lô khẳng định rằng không phải do tài năng của ông mà bức thư đó có thể được viết ra. Mọi năng lực đến từ Đức Chúa Trời. Ngài là đấng ban khả năng để ông phục vụ trong giao ước mới, giao ước trong Thánh Linh, đấng ban sự sống. Đến đây, ông bắt đầu so sánh với chức vụ của Môi-se trong giao ước cũ. Đối với chức vụ của Môi-se, vinh quang của chức vụ đó là hào quang chóng qua. Chức vụ đó đem đến sự kết án, sự chết và không còn lại lâu bền. Vượt trội hơn điều đó là chức vụ của sự sống. Đó là chức vụ mang đến vinh quang bội phần hơn, lâu bền và công chính. Đó là chức vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi Phao-lô thực hiện. Vì thế, sự phục vụ cơ đốc là cao trọng và đầy vinh quang, vì cớ chức vụ đó dẫn con người bước vào sự sống, sự công chính và vinh quang đời đời. Trong câu 12 đến câu 18, Phao-lô trình bày về sự dạn dĩ, can đảm của chức vụ cơ đốc. Vì cớ giá trị đời đời mà chức vụ cơ đốc mang đến, cho nên người phục vụ có trọn niềm hy vọng, trông cậy. Đối với chức vụ của Môi-se, ông phải tìm cách che đi khuôn mặt mình, che đi vinh quang của Chúa đang phản chiếu trên ông, để dân Israel không bị sợ hãi khi gặp ông. Dù rằng vinh quang đó chóng tàn trên ông, nhưng dân Israel vẫn không thể chịu đựng được. Lý do cho việc này là tấm lòng cứng cỏi của họ. Ngay cả khi họ đọc Kinh Thánh Cựu Ước, thì họ vẫn không thể tự do hoàn toàn ra mắt Chúa và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Phao-lô khẳng định rằng chỉ những ai ở trong Đấng Christ thì mới hưởng được tự do đến với Chúa. Trong Đức Thánh Linh, mọi con dân Chúa đều được trực tiếp chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, được Đức Thánh Linh biến đổi trở nên giống như hình ảnh của Chúa. Với tầm nhìn về chức vụ cơ đốc như vậy, Phao-lô thực sự dạn dĩ thi hành chức vụ mà mình được kêu gọi.
Sự phục vụ Cơ Đốc dẫn người khác đến với Chúa cách tự do, chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài và được trở nên giống như Ngài. Thư Cô-rinh-tô nhì chương 3 có lẽ sẽ tái định hình cách chúng ta nhìn nhận về sự phục vụ Cơ Đốc. Đó là sự kêu gọi để dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ, nhận lãnh ấn chứng của sự cứu chuộc trong đời sống mình. Đó là chức vụ cao trọng và đầy vinh quang, vì nó dẫn con người bước vào sự sống, sự công chính và vinh quang đời đời. Sự phục vụ Cơ Đốc dẫn người khác đến với Chúa cách tự do, chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài và được trở nên giống như Ngài. Thật là một đặc ân, một thách thức lớn lao. Câu hỏi suy ngẫm: bấy lâu nay bạn suy nghĩ như thế nào về sự phục vụ Cơ Đốc? Bạn có thư giới thiệu nào về chính sự phục vụ Chúa của mình không? Cụ thể là gì? Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm tạ Chúa vì Ngài trao ban cho con cơ hội để phục vụ. Không phải vì con tài năng hoặc nổi bật, nhưng bởi ơn mà Ngài ban cho con. Xin giúp con luôn nhớ về điều Chúa muốn con hướng đến khi phục vụ. Xin giúp cho đời sống phục vụ của con sẽ dẫn đưa nhiều người đến với Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.